Xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh YouTube của trang trí nội thất 3D. Và trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể dán được một tấm xốp dán tường 3D hoa văn tân cổ điển này như thế nào vào tường. Như này đây, thì trên tường tôi đã dán sẵn một vài tấm đây như các bạn đã thấy trên màn hình đây. Thì như các bạn đã thấy thì tấm xốp dán tường 3D hoa văn này thì có kích thước đấy là chiều rộng 70 và chiều dài cũng là 70, thì nó sẽ là 0,49 mét vuông một tấm này. Thì đầu tiên để dán được tấm xốp dán tường 3D này như thế nào vào tường ấy, thì các bạn cần phải vệ sinh sạch sẽ khu vực tường này. Đấy, khu vực tường có mạt sắt bám bẩn hay là bong tróc gì thì các bạn hay nên vệ sinh sạch sẽ. Thì khi dán tấm xốp này thì nó sẽ có độ bám dính, nó sẽ được bền hơn nhé các bạn nhé. Và như các bạn đã thấy thì đây là tấm xốp dán tường 3D hoa văn chuẩn của bên mình, thì mặt sau nó rất là phẳng luôn nha các bạn nhé, nó không có bốc mô này. Thì độ tiếp xúc giữa cái mặt xốp này và lớp tường này nó sẽ được đều hơn. Và bây giờ mình sẽ đi vào thi công một tấm xốp dán tường này. Đầu tiên thì các bạn cần bóc một lớp giấy phủ phía sau của tấm xốp này ra, và lớp keo nó rất là chắc luôn nha các bạn nhé. Trong quá trình các bạn bóc thì tránh trường hợp là để cho tấm này gập đôi lại, nếu không thì nó sẽ bị hỏng luôn tấm xốp các bạn nhé, bởi vì keo nó rất là chắc. Đấy, khi các bạn bóc ra thì tránh trường hợp để cho cái tấm xốp này gập đôi lại nhé các bạn nhé, bởi vì khi gập đôi lại thì các bạn không thể bóc, không thể tách rời ra được nữa. Và tiếp theo thì các bạn thấy mình đang bán tia laser thì nó có một đường ngang này, nó rất là thẳng luôn để cho các bạn có thể thoải mái dán. Hoặc như các bạn không có tia laser thì các bạn hãy dùng một sợi dây để bắn từ đầu góc tường kia sang đầu góc tường này, lấy một đường thẳng để các bạn có thể dán nó một cách thẳng và chuẩn chính xác nhất các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ vào dán chi tiết cho các bạn thấy nhé các bạn nhé. Đây, đầu tiên thì các bạn hãy mép các bạn cần phải cho chồng lên nhau, bởi vì tấm xốp này nó sẽ có hai cái mép nhé các bạn nhé. Các bạn thấy hai cái mép của tấm xốp ấy thì nó sẽ được chồng lên nhau. Đấy, khi các bạn ướm vào tường như thế này thì đầu bước tiếp theo thì các bạn cần phải vuốt từ trái qua phải hoặc là từ trong ra ngoài các bạn nhé. Các bạn không nên vuốt từ hai bên ngoài vào trong giữa, bởi vì nó sẽ bị dồn không khí lại, và khi đấy thì cái tấm xốp này nó sẽ bị dồn không khí và sau thời gian sử dụng nó sẽ bị bong nhé các bạn nhé. Đây, và như thế thì mình đã thi công xong tấm xốp dán tường, và mình sẽ thi công theo sang tấm thứ hai các bạn nhé. Nó rất là dễ luôn, các bạn cứ tiếp tục như thế thôi. Mình thi công một tấm xốp dán tường này chỉ chưa đầy 3 giây nha các bạn nhé, nên là các bạn có thể tự mua về dán và không cần phải mất nhiều chi phí thi công như các bạn nhé. Đấy, nó rất là dễ luôn các bạn nhé. Và như vậy thì mình đã thi công xong tấm xốp dán tường 3D. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.